Xin chào mọi người, mình là Vinh Cua. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không ngồi ở kia nữa mà mình sẽ ra đây đứng, bởi vì là mình sắp làm một cái thử nghiệm liên quan tới chiếc máy mà mình đang có ở đây. Đây anh em nhìn này, chiếc máy này là một chiếc máy có khả năng vừa hút bụi lại vừa lau nhà nữa. Tên của em ấy là Eufy Robovac L70 Hybrid. Và ThinkView thì cũng mới mua em này về được khoảng vài ngày thôi, chưa có sử dụng nhiều đâu. Lúc chúng mình mới mua thì giá của em ấy là 13 triệu. Kể ra thì 13 triệu cho một con máy như thế này thì có vẻ là hơi chát nhỉ. Trong khi ngoài kia những cái máy tương tự họ bán với cái giá 5 triệu cũng có, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, giá nào cũng có. Nhưng mà ThinkView muốn mua một con máy ở phân khúc cao cấp để giúp anh em có được cái nhìn chân thực nhất rằng là một con máy ở phân khúc này thì nó sẽ hoạt động ra làm sao và nó có thể làm sạch tốt hay không. Tuy nhiên là nếu mà anh em muốn mua cái máy này bây giờ ấy thì giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là trên Shopee cũng như là Lazada đang có chương trình giảm giá. Giá từ 13 triệu sẽ chỉ còn là 9.990.000 đồng. Hơn nữa là anh em còn được tặng một chiếc máy hút bụi mini cầm tay nữa cơ. À nhưng mà anh em nhớ là cái chương trình khuyến mại này ấy, nó chỉ áp dụng từ hôm nay này, ngày 10 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 10 thôi. Nên là anh em nào nhanh thì được nhá. Ơi nhưng mà đừng có đi vội nhá, đừng có thấy thế mà lên tìm sản phẩm luôn. Cứ phải xem mình review con này đã, chăm nghe không bằng một thấy mà. Cho nên là cứ phải xem đã để xem nó có tốt không thì mới bỏ tiền mua. Hôm nay thì mình sẽ chia cái bài kiểm tra này ra thành hai phần. Một phần sẽ là test khả năng hút bụi của em này và một phần sẽ là test khả năng lau nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em thấy những cái thử thách mà mình sẽ đặt ra với các em này. Đây, lên đây cùng với mình nhá. Ở đây thì mình sẽ có 3 nguyên liệu. Đầu tiên là mình có giấy này, giấy vụn. Giấy mình đã xé nhỏ ra rồi. Tiếp theo là mình có muối ớt. Cứ nhìn thấy cái này là lại thèm xoài. Tiếp theo là mình có sữa. Mà anh em biết không, ở đây là sàn gỗ hết. Bình thường ấy thì người ta sẽ tránh đổ nước hay đổ các loại chất lỏng khác lên trên này. Nhưng mà hôm nay thì mình thoải mái luôn. Bởi vì là nếu mà có mệnh hệ gì xảy ra với cả cái sàn này ấy, thì chắc chắn mình sẽ không phải là người chịu trách nhiệm đâu. Bởi vì Hưng Khúc là người mà đã bảo mình có thể đổ tất cả mọi thứ lên. Thì nếu mà có tội vạ gì thì cứ bảo Hưng Khúc thôi nhở. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với bài test đầu tiên, bài test hút bụi. Mình sẽ giải cái giấy vụn này lên đây. Rồi. Đó. Tiếp theo là mình giải thêm muối ớt nữa. Được chưa nhỉ? Nốt đi. Rồi. Và bây giờ để tiết kiệm thời gian ấy thì mình sẽ sử dụng chế độ điều khiển thủ công luôn và cho chiếc máy đi thẳng qua những cái chỗ này nhá. Chứ nếu mà để tự động thì có vẻ là hơi lâu. Cái máy này thì nó có lực hút tối đa lên đến là 2200 PA. 2200 PA thì nó cũng chưa phải là lớn nhất đâu, bởi vì là mình thấy có một số cái máy khác nó lực hút lên tới tận là 2500 cơ. Nhưng mà nói thật là với không gian ở gia đình ấy thì 2200 là quá đủ rồi. Cái máy này đôi khi nó cũng không thể nào lên đến cái mức tối đa như vậy đâu. Mình bật chế độ Boost IQ là một cái chế độ giúp cho cái máy nó có khả năng tự điều chỉnh áp lực hút tùy vào cái sàn ở bên dưới. Nhưng mà nói thật là ở nhà thì ít khi nó đẩy lên cao nhất lắm. Đây nhá, bây giờ mình sẽ điều khiển bằng tay này. Úi giời, đấy. Em cùng xem nhá. Liệu nó có hút được không đây? Nó có hút được không? Hút được đây anh em, đi qua một phát là hút luôn. Hút sạch luôn. Mình sẽ cho nó đi vài lần nữa để cho nó hút cho sạch hẳn, cho chắc. Đồng thời đây cũng là một chiếc máy mà có khả năng vừa lau vừa hút luôn. Mình thì đang gắn thêm cái phần vải lau nữa cho nên là nó sẽ lau luôn. Đấy anh em thấy không? Đi qua một cái là hết luôn, đằng sau cũng được lau luôn. Lực hút này mình cũng đang để ở cái mức trung bình thôi nhá. Nếu như mà để mạnh hơn thì nó còn hút được mạnh nữa cơ. Thậm chí nó hút được trên thảm nữa cơ. Đấy, có vẻ là sạch rồi đấy nhở. Nốt một phát nhá, nốt một phát. Rồi, thế là có vẻ ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho máy trở lại đốc sạc. Khá là tiện lợi. Chúng ta cùng kiểm tra xem là khả năng hút của em này ra sao nhá. Đây, như mình đã nói rồi đấy. Bất cứ khi nào mà mình kiểu làm một cái gì nó can thiệp vào quá trình của cái máy là nó sẽ kêu ngay. Cho nên là anh em ở nhà cứ yên tâm,
đang ngồi mải làm gì đấy, nếu mà chẳng may cái máy nó cứ bị kẹt hay sao đấy thì nó sẽ kêu lên ngay như vừa rồi đấy. Nào bây giờ mình mở ra nhá. Vacuum container removed. Anh em nhìn này, ở đây nhá, mình có khá là nhiều giấy ở trong cái hộp này. Nó còn nằm ở đây nữa cơ. Anh em hoàn toàn có thể dùng tay lấy những cái giấy vụn này ra. Và cái phần đằng trong này ấy, cũng hoàn toàn có thể được xử lý, được vệ sinh bằng cách là chúng ta lật cái mặt đáy này lên. Chúng ta dùng cái ngàm này chúng ta gỡ hết các cái chổi ra. Đó, sau đó chúng ta vệ sinh bên trong nữa. Bây giờ thì mình đang không tiện, nhưng mà nói chung là tí nữa mình vệ sinh cái này thì cũng nhanh thôi. Cái này thì cũng đơn giản, chắc kiểu trẻ con ở nhà làm được ấy. Bây giờ chúng ta hãy gắn lại nhá, để cho nó hoạt động tiếp với các bài test tiếp theo. Mà nói thật với anh em, đây là cái môi trường nó phi lý tưởng thôi, chứ còn ở nhà nói thật là cũng hiếm khi mà nó có thể bị bẩn đến cái mức như thế này. Nào là vải này, nào là giấy này, rồi muối ớt này, xong rồi còn đổ cả sữa nữa thì... Nên là nếu mà cái máy nó hoạt động, nó làm không sạch lắm thì mình cũng có thể hiểu được. Mà nói thế thôi, bây giờ mình mới thử mà. Bây giờ mình sẽ thử luôn nhá, để xem là khả năng lau của em này như thế nào. Mình sẽ lại gắn lại hai cái cục này, xong mình nhét vào đây. Rồi. Ui. Bình thường ấy, ông Tuấn Anh ấy, mà ông nhìn thấy cái này chắc là ông trừ của mình cả tháng lương luôn mất. Nào. Lần này thì mình sẽ để chế độ tự động, mình sẽ khoanh vùng để cho cái máy này nó chỉ hoạt động ở trong cái khu vực này thôi. Và sau đó thì chúng ta có thêm thời gian để ngồi thư giãn và trò chuyện với nhau. Khoanh vùng này. Rồi, bắt đầu rồi. Bắt đầu đấy, em bắt đầu đấy. Đầu tiên thì em này em sẽ đi vòng xung quanh cái viền trước. Sau đó thì em mới đi vào giữa và đi theo kiểu zig zag để đảm bảo là có thể hút sạch tất cả những cái chất bẩn nằm ở giữa. Đấy, em sẽ đi ra đây này. Xong đi vòng ra đây này. Đi hết cái viền một lượt. Chúng ta cứ ngồi chờ thôi. Và đây đúng là cái cảm giác mà khác biệt so với ngày xưa. Ngày xưa ấy, khi mà lau nhà hồi còn bé, mỗi lần bố mẹ mình bảo mình lau nhà là ôi, gớm khổ kiểu như kiểu cực hình luôn. Mình rất sợ lau nhà, nhưng mà bây giờ thời đại phát triển rồi, có những cái máy này nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Độ ẩm của em này các bạn nhìn này, độ ẩm mình đã để ở mức trung bình, tức là cái lượng nước có thể xả ra ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được trên cái app này luôn. Có 3 mức mình đang để ở mức trung bình. Nhìn đã thấy bằng mắt thường đã thấy là ướt rõ ràng rồi, nhưng mà nếu các bạn muốn ướt hơn thì các bạn có thể để cái mức cực đại. Lúc đấy thì sẽ là để cọ những cái vết bẩn mà nó kết lại lâu ngày chẳng hạn. Bắt đầu chạm vào vùng nước rồi, các bạn nhìn kìa. Đấy, lướt qua một cái là sạch luôn. Là sạch luôn. Cái này là cứ đi qua đi lại vài lần sẽ là ok thôi. Hiện tại là mình đang đặt chế độ chỉ lau đúng một lần thôi. Đúng một lần thôi. Còn tất nhiên là bình thường nó có thể lau nhiều lần hơn, tùy vào ý các bạn. Các bạn đặt bao nhiêu thì nó lau bấy nhiêu. Nhưng mà mình muốn lau một lần để xem là chỉ với một lần thì nó có thể làm sạch được hết cái chỗ chất bẩn hay không. Đấy, chưa cần nói nhiều, mới lướt qua thôi đã thấy là nó làm sạch rồi đấy. Thích nhở? Hay nhở? Trước đây thì mình cũng có dùng một số cái con máy, nhưng mà có thể là vì giá tiền nó ít hơn nên là cái cơ chế hoạt động của nó không được thông minh cho lắm. Cái việc mà đổ nước vào khay nước xong ấy, nước được đẩy xuống cái tấm vải để lau ấy, nó rất là thô sơ. Với những con máy đấy thì chỉ đơn giản là ở dưới khay nước nó có một vài cái lỗ, và nước sẽ rỉ xuống cái lỗ đó, chảy vào tấm vải. Và thế là xong rồi đấy các bạn. Bây giờ trong lúc nó quay trở về kia thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái lưu ý nhá. Đấy, thứ nhất là những cái máy cũ đấy, nó hệ thống hoạt động bơm nước của nó khá là thô sơ. Còn với con máy này thì nó sẽ có một cái máy bơm mini, và nó bơm nước từ trong bình ra, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể đặt lưu lượng nước bơm ra là bao nhiêu. Nó sẽ giúp tiết kiệm nước hơn chứ, và cũng chúng ta chủ động hơn so với cái việc kia là chúng ta không lau nhà thì nó cũng vẫn rỉ nước ra, và như thế rất là bẩn, rất là bất tiện. Đây nào, xong hết rồi đấy. Nào để xem nhá. Vất vả quá. Đây này các bạn nhìn nhá, sàn thì vẫn còn ướt, tất nhiên rồi, sàn vẫn còn ướt. Nhưng mà sờ qua nhá là mình cảm thấy là đã hết sạch những cái lúc nãy mình có đổ lên đây muối ớt và giấy vụn, thì sờ lên đã không còn cảm giác bị kiểu sạn sạn của muối ớt nữa. Anh em nhìn ra đằng kia thì vẫn còn một chút loang, vết loang, em nhìn kỹ vào đây này. Đây, ra đây với mình. Nhìn kỹ vào đây thì vẫn còn một vài vết loang của sữa. Nhưng mà bởi vì đây mình chỉ đặt chế độ lau có một lần thôi, cho nên là nó như vậy.
Chứ nếu mà lau kỹ, lau tầm 3 lần ấy, cái máy nó tự động đi qua đi lại 3 lần ấy, thì chắc chắn là nó sẽ sạch hết. Không biết là đối với anh em thì thấy thế nào, chứ còn đối với mình ấy, thì mình nghĩ là ThinkView sẽ còn sử dụng cái máy này trong một thời gian rất là dài nữa, bởi vì khả năng làm việc của nó khá là tốt. Tuy nhiên là mình cũng muốn nhắc một chút thôi, đấy là mặc dù là cái máy nó có thể giúp chúng ta có thêm nhiều thời gian rảnh, tuy nhiên là nó không thể nào thay thế được những chiếc máy chạy bằng cơm. Có những cái vết bẩn mà máy nó sẽ không thể rửa được hết đâu, không thể nào kỵ được hết đâu, và tay chúng ta vẫn là phải kỳ thì mới hết được. Và đặc biệt là khi sử dụng những con robot lau nhà hút bụi như thế này, thì trước khi cho chúng nó hoạt động, chúng ta cũng vẫn phải dành thời gian để sắp xếp lại nhà cửa cho nó gọn gàng bớt đi, dây dợ nó gọn vào một chỗ, không thì nó sẽ cuốn hết sạch vào trong đấy. Và có lẽ là tuy là còn một số cái điểm yếu nó hơi bất tiện như thế, chúng ta không thể nào mà phó mặc hết mọi thứ cho cái máy này được. Tuy nhiên là nó cũng giúp đỡ cho chúng ta một phần nào đấy trong công việc hàng ngày, chúng ta sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, đúng không nào? Đối với anh em thì liệu thế này là đã đủ để cho anh em mua và sử dụng chưa? Nếu anh em nào mà thích ý, thì mình để link ở bên dưới và anh em có thể truy cập vào đó để mua sản phẩm này nhá, đang có chương trình giảm giá đấy. Còn có lẽ là thế thôi nhở. Hôm nay mình sẽ để cái máy này hoạt động thế thôi, sàn hôm nay cũng sạch mà. Thế thôi nhá. Mình là Vinh Cua và đây là ThinkView. Hẹn gặp lại anh em sau nhá.